Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại ở kênh series tính của em Vinh. Trong cái đầu tháng 2 của năm 2023 này thì em Vinh sẽ gửi đến quý anh chị về mức giá cùng với đó là chương trình trả góp và thời gian giao xe của chiếc xe Toyota Avanza. Phiên bản này của chúng ta đã được lắp ráp tại thị trường Việt Nam và chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm 150.000 cây. Và những chiếc xe này là những chiếc xe đều sẽ được sản xuất vào năm 2023 luôn nha. Như khách hàng yên tâm thì chúng ta sẽ không có bị rớt một đời của năm 2022 đâu. Và chúng ta sẽ được sở hữu những chiếc xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Về chất lượng thì chúng ta sẽ yên tâm bởi vì những cái phiên bản mà được nhập khẩu trước đó thì chúng ta chỉ được bảo hành 3 năm thôi. Để tăng thêm cái độ tin cậy về những chiếc xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì nhà máy Toyota Việt Nam đã nâng lên dành cho những chiếc xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta là mức 5 năm 150.000 cây để khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn những mẫu xe MPV của nhà Toyota và đặc biệt là mẫu xe BMPV cỡ nhỏ này của chúng ta. Sau khi chuyển về lắp ráp tại thị trường Việt Nam sẽ ổn định hơn về nguồn cung, khách hàng sẽ không phải chờ đợi khi chúng ta muốn sở hữu một chiếc xe, đặc biệt là mẫu xe Toyota Avanza BMPV của nhà Toyota này nữa. Số lượng nó sẽ nhiều hơn và khách hàng có nhu cầu mua xe có thể đáp ứng được nhanh hơn và cái điều kiện sử dụng nó cũng sẽ dễ dàng hơn đối rất là nhiều và chúng ta sẽ chủ động hơn về cái nguồn phụ tùng để chúng ta thể thay thế và sửa chữa một cách dễ dàng hơn đối với mẫu xe Toyota Avanza này. Và về mức giá, chương trình khuyến mãi cùng với đó là chương trình trả góp thời gian giao xe em Vinh sẽ giải đáp hết trong video ngày hôm nay. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên tặng cho em Vinh một lúc like và một lúc đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi chúng ta cùng em Vinh bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị được nhà máy Toyota Việt Nam trang bị trên chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn màu trắng đang đứng kế bên em Vinh đây nha. Và đầu tiên thì chúng ta phải nói tới cái cách thiết kế thì của Avanza trên phiên bản này nó hầm hố hơn, nó khỏe khoắn hơn, nhìn nó vô cùng cứng cáp nha quý chị nha. Và chiếc Avanza của chúng ta thì sẽ được mang trên cái tông màu trắng ở trên chiếc xe mà em Vinh sẽ quay ngày hôm nay. Và chiếc xe số sàn này là chỉ là một cái bản thấp nhất trong mẫu xe Avanza thôi nhưng cũng được trang bị với bóng đèn chiếu sáng phía trước dạng LED nha quý chị nha. Đây, đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều được trang bị là bóng LED luôn, đèn xi nhan ở phía trong cũng là bóng LED, đèn chiếu sáng ban ngày cũng là bóng LED luôn nha quý chị nha. Được gom gọn vô một trong cái cụm đèn chiếu sáng phía trước này. Đó, nhìn nó sẽ gọn gàng hơn và nó vẫn mang được cái sự hiện đại đến cho chiếc xe BMW của nhà Toyota. Và tiến xuống phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị bổ trợ thêm cái bóng đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta sẽ là bóng đèn sương mù dạng halogen nha. Nó sẽ phá sương tốt hơn và giúp chiếc xe của chúng ta đi đa địa hình hơn. Và những cái cung đường như là có sương mù thì chiếc xe này vẫn sẽ hoạt động rất là thuận tiện và rất là linh hoạt nha quý chị nha. Phiên ngoài sẽ được ốp bởi những cái nhựa đen nhám này. Đó, nhìn nó cứng cáp và nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Đặc biệt thì cái điểm nhấn của Avanza đó chính là cái lưới tăng nhiệt. Lưới tăng nhiệt thì được thiết kế to bản bởi những cái thân ngang và được làm bằng nhựa đen nhám. Nhìn nó rất là cứng cáp cái chiếc xe nha. Nhìn cái phần đầu xe thì Avanza nó khỏe khoắn vô cùng. Đó, nó không phải là một chiếc BMW bình thường, nó là một chiếc BMW đó, cỡ nhỏ mà lại còn khỏe khoắn nữa nha. Phía trong đây thì sẽ được điểm bởi những cái họa tiết sơn bóng này. Rất là đẹp nha quý chị nha. Logo dập nổi mạ chrome, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Về tổng quan phần đầu xe thì quý chị có thể thấy được ngay. Cực kỳ bắt mắt và dễ nhìn nha. Về cái phần hông xe thì sao? Hông xe mặc dù chỉ là một chiếc BMW cỡ nhỏ thôi nhưng mà nhìn cái phần hông xe rất là trường xe nha. Với những cái đường dập nổi nhìn chiếc xe nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Cụ thể là trên cái đường cua lốp này. Quý chị có thể quan sát được ngay những cái đường dập nổi này. Nhìn chiếc xe cực kỳ cứng cáp luôn. Với bộ mâm là mâm đúc phay xước rất là đẹp và thể thao luôn. Thắng thì sẽ sử dụng thắng đĩa ở hai bánh trước và thắng sau sẽ là phanh thắng chống nha. Để tăng thêm cái sự chịu tải tốt hơn cho cái chiếc Avanza này của chúng ta. Đó. Gương chiếu hậu thì có chỉnh điện, gập điện tự động và có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương luôn. Rất là đầy đủ nha. Chỉ là một bản cơ bản thôi nhưng mà chúng ta cũng được trang bị khá là đầy đủ những cái tính năng cơ bản, những cái option mà chúng ta thường sử dụng. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe này, những cái đường dập nổi như phần hông xe này, đó, nhìn nó rất là đẹp nha quý chị nha. Và cái gương mà đặt xuống cửa đây thì cái khả năng quan sát nó rất là tốt, cái điểm mù nó sẽ được bỏ đi rất là nhiều. Đó, đó là về tổng quan phần hông xe này. Và chiếc xe này thì như em Vinh có nói được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Đó, nhìn cái cách lắp ráp hay những cái chi tiết mà quý chị thể quan sát trong video, nhìn nó rất là chắc chắn nha. Về cái phần đuôi xe của Avanza thì được điểm bởi hai cái cụm đèn rất là đẹp ở phía sau luôn, làm thiết kế rất là hiện đại. Sử dụng hoàn toàn là bóng LED luôn, từ đèn phanh, đèn xi nhan, đèn báo dê đều sử dụng là bóng LED hết nha. Đó, nhìn rất là đẹp cụm đèn này. Thiết kế dạng 3D nổi cực kỳ đẹp luôn. Đó, di chuyển vào ban đêm thì quan sát và nhận diện nó rất là dễ dàng. Và với cái mức tiêu thụ nhiên liệu với khối động cơ 1.5 lít và sử dụng hộp số CVT. Đó, về dung tích của chúng ta có thể chuyên chở là 7 người thì chúng ta sẽ tiêu hao hết 6,6 lít đối với đường kết hợp. Còn đối với đường trong đô thị của chúng ta là 8,4 lít và ngoài đô thị là 5,5 lít nha.
Đây là cái thông số kỹ thuật do nhà máy cung cấp để chúng ta tham khảo. Và hiện tại những chiếc xe lắp ráp đều được công ty ô tô Toyota Việt Nam sản xuất nha. Đó, chứ chúng ta không còn nhập từ Indonesia nữa và là lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị hai cảm biến và một camera nùi để chúng ta di chuyển chiếc xe và vận hành chiếc xe dễ dàng hơn. Đó, những cái chữ là mạ chrome dập nổi Avanza và phiên bản Premio G này. Đó, đèn báo phanh trên cao này, dạng LED này, anten dạng vây cá mập này. Đó, chúng ta cùng khám phá thêm một chút về phần cốp xe nha. Đây cái cốp xe của mẫu xe Avanza của chúng ta. Đây, rất là rộng nha quý chị nha. Một chiếc xe BMW cỡ nhỏ mà có cái cốp như này là có thể nói là rộng rồi đó. Có đèn ở phía trong thì chúng ta lấy đồ vào ban đêm dễ dàng hơn luôn. Đó, phía dưới thì có rất là nhiều những cái hộc nhỏ để chúng ta đựng đồ. Đó, thì trong đây cũng có nữa nha. Con đội bộ dụng cụ kéo xe đều sẽ nằm ở đây nha. Đó, bánh sơ cua dự phòng thì sẽ treo phía dưới. Đó, rất là rộng nha. Đây nội thất phía bên trong nhìn rất là thích nha quý chị nha. Còn về cái phần nội thất thì sao, chúng ta cùng em Vân đi vào luôn cái phần nội thất nha. Rồi, tính ngay vào cái phần nội thất luôn để chúng ta quan sát của em Vân luôn. Và đây là cái nội thất của chiếc Avanza của chúng ta, với tông màu chủ đạo là màu nâu đen nha quý chị nha. Ghế thì là ghế nỉ đó, chất liệu nỉ cũng khá là tốt nha quý chị nha. Để chúng ta sử dụng trong khoảng 2 đến 3 năm cũ đi rồi chúng ta mua bộ mới hoặc là bọc da lại cũng được. Đó, sẽ đỡ cho chúng ta cái chi phí ban đầu hơn rất là nhiều. Đó, lên xuống kính tài này, một chạm chống kẹt này, cặp kính auto tự động này, chỉnh ghế điện rất là đầy đủ nha. Đó, ghế chỉnh cơ bốn hướng. Rồi, cùng em Vân đi sâu hơn vào nha. Và cái màn hình phía trước mặt người lái chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình 4.2 inch thể hiện rất là đầy đủ những cái thông số kỹ thuật của chúng ta. Như quý chị có vừa thấy là màn hình chào cũng khá là ấn tượng nha. Đó. Rồi phía bên cạnh thì sẽ là hai cái đồng hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó, rất là đầy đủ nha quý chị nha. Đó, đèn này, gạt mưu này. Đó. Vô lăng thì cũng được tích hợp một vài nút bấm cơ bản tăng giảm âm lượng đàm thoại đánh tay ở đây. Đó. Và phía bên đây thì chúng ta sẽ có một cái nút điều chỉnh chip A, chip B của chúng ta nằm ngay đây nha quý chị nha. Đó. Về màn hình giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình giải trí 8 inch. Đó, có kết nối Bluetooth, kết nối USB, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó là đều đủ nha. Và cái cam lùi chúng ta cũng sẽ được thể hiện luôn trên cái màn hình này. Đó, màn hình cũng khá là lớn nha. Điều hòa thì chúng ta chưa được trang bị điều hòa tự động, nhưng mà điều hòa của chúng ta đã được trang bị điều hòa hoàn toàn nút bấm. Nhìn nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều so với những cái điều hòa cơ mà sử dụng núm nha. Đó. Phía dưới đây thì là nút đèn start stop và chìa khóa thông minh của chúng ta sẽ hoạt động bằng cái nút đèn này. Và hộp số sàn rất là quen thuộc trên chiếc xe Toyota Avanza số sàn của chúng ta. Đó. Nhìn nó rất là dễ nha quý anh chị nha. Cực kỳ dễ nhìn và dễ bắt mắt luôn. Đó. Phía bên đây thì sẽ được trang bị những cái hộc để đồ. Đó, phía dưới đây và phía trên đây. Đó. Những cái như kiểu là cái cửa gió này cũng được mạ bạc rất là chi tiết này. Đó. Về tổng quan phần phía trước thì những cái option cơ bản ở trên một chiếc xe MPV 7 chỗ thì Avanza đều sẽ có hết nha. Đó. Đây là tổng quan này. Còn về cái hàng ghế thứ hai thì sao? Là cùng quan sát với em Vân luôn cái hàng ghế thứ hai nha. Đây là cái hàng ghế thứ hai của chiếc Avanza này. Đó. Nhìn nó cũng rất là thích mắt nha quý chị nha. Khá là rộng luôn. Đó, phần phía trước chân thì quý chị quan sát này. Khá là rộng. Tựa đầu thì được trang bị cả ba vị trí này. Đó, có cửa gió phía sau. Đó, điều chỉnh tốc độ gió sau độc lập nha quý chị nha. Phía dưới đây cũng được trang bị hai cái jack cắm 2.1A USB. Nằm đây nha quý chị nha. Đó, để chúng ta sạc điện thoại. Đó, đây là cái băng ba này. Đó, băng ba chúng ta là ngồi hai người nha. Rất là rộng rãi luôn. Đó. Có một cái tàu sạc 12V 120W ở cái góc đó kìa quý anh chị. Đó, để chúng ta thể mua những cái bộ chia ổ sạc để chúng ta sử dụng. Thao tác lên cái băng ghế thứ ba thì cũng rất là dễ dàng, một chạm thôi. Đó, và cái hướng lên này em Vân sẽ quay xa này nha. Cái hướng này chúng ta đi lên cái băng ghế thứ ba nó rất là rộng luôn. Đó, ghế gập sát về phía trước của chúng ta đi lên này. Đó, khá là rộng nha. Độ ngã của ghế hàng ghế thứ ba cũng rất là rộng này. Đó, quý chị thể quan sát trực tiếp trong video này. Và từ cái phần tựa đầu cho đến cái phần trần còn khá dư khá là nhiều. Đó, chiều cao 1m7 ngồi sau này thoải mái nha quý chị nha. Rất là thoải mái. Rồi, về an toàn thì Avanza cũng được trang bị khá là đầy đủ như là 6 túi khí, như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khả năng ngang dốc hay là fan ABS đều sẽ được trang bị hết trên chiếc Avanza này. Nên quý chị yên tâm nha, ngoài cái sự bảo hành 5 năm ra thì Avanza còn được trang bị đến những cái chi tiết rất là nhỏ về những cái tính năng an toàn. Đó, một chiếc xe với mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng thôi mà chúng ta được trang bị gần như là đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Rất đáng mua cho năm 2023 này nha. Và về phần cuối cùng là mức giá, chương trình trả góp và thời gian nhận xe của chiếc xe này. Chúng ta hãy cùng em Vinh đi ngay đến phần đó nha.
Và về phần cuối cùng đó chính là mức giá của chiếc xe Toyota Avanza phiên bản được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe này là 558 triệu đồng, chúng ta sẽ có những màu sắc để chúng ta thể lựa chọn về cái chiếc xe Toyota Avanza này, bao gồm 4 màu: màu trắng đang đứng trên bên em Vinh đây, màu đen, màu bạc và màu bạc anh tím. Chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn màu ngoại thất nha. Và mức giá niêm yết là 558 triệu đồng. Đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến mức giá lăn bánh của em nó sẽ là 639 triệu đồng, là mức giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Avanza này nhé. Đối với những khách hàng tại các tỉnh lân cận thì đâu đó mức giá lăn bánh dự kiến của em nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 618 triệu đồng thôi. Là quý vị có thể sở hữu chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn rất là đẹp đang đứng cái bên em bên đây rồi. Và cùng với đó thì về cái chương trình mà khuyến mãi trong tháng 2 của năm 2023 này dành cho những khách hàng khi đặt cọc và mua xe, sở hữu xe vào đầu tháng 2 của năm 2023, đầu xuân năm mới, đại lý Toyota Tân Tạo bên em đang có rất là nhiều những cái phần quà đặc biệt và ý nghĩa, cùng với đó là lì xì đầu năm dành cho những khách hàng đặt hàng và mua xe tại Toyota Tân Tạo nha. Và để biết chính xác nhất về cái khuyến mãi mà chúng ta có thể sở hữu và được nhận trong cái tháng 2 của năm 2023 này thì hãy nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái khuyến mãi mới nhất vào cái thời điểm mà quý chị mua xe nha. Và dành cho những khách hàng nào đang quan tâm về cái chương trình trả góp của chiếc xe Avanza này, hiện tại với mức lãi suất do ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ là 0.88%, số tiền trả trước đâu đó quý chị chuẩn bị cho em tầm khoảng 195 triệu đồng là có thể sở hữu chiếc xe Toyota Avanza này về nhà rồi. Thời gian vay thì chúng ta thể vay tới 8 năm thoải mái để chia nhỏ khoản tiền ra góp vào hàng tháng sao cho phù hợp nhất với tài chính của anh chị nha. Và cùng với đó thì hồ sơ thì thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ. Đó là những cái ưu điểm giúp ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ khách hàng tiếp cận đối với một chiếc xe Toyota một cách dễ dàng hơn khi muốn sở hữu một chiếc xe trả góp thông qua ngân hàng tài chính Toyota. Và dành cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này và muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm xe thì chúng ta có thể ghé tại địa chỉ Toyota Tân Tạo làm tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem chi tiết hơn về mẫu xe Toyota Avanza này, sở hữu và có thể lái thử trải nghiệm tại Toyota Tân Tạo cùng với em Vinh nha. Và dành cho những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên nhấn like và video này và tặng cho em Vinh một nút subscribe, nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn tìm hiểu về mẫu xe nào hay là muốn em Vinh làm về video về những mẫu xe hay những tính năng nào trên xe thì hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới để em Vinh biết nha. Hẹn gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo. Em xin cảm ơn.